Thì các bạn, ở trong video này mình sẽ nói về step filter ở trong Cubase. Bình thường như chúng ta biết là công cụ filter là công cụ bộ lọc về mặt tần số. Giả dụ như các bạn muốn âm thanh nó sáng thì bạn sẽ chọn phần high pass filter. Nếu mà bạn muốn âm thanh nó tối bạn sẽ chọn bộ lọc là low pass filter, vân vân và ba la. Và giả dụ như bạn có một cái đoạn âm thanh và bạn muốn biến đổi là đoạn này nó filter kiểu này, đoạn kia nó vuông về kiểu kia theo cái nhịp độ và tiết tố của tempo, thì bạn phải sử dụng cái autovision và bạn chỉnh cái cut off cũng như resolate của cái đó. Tuy nhiên, ở trong Cubase nó sinh ra một cái công cụ là step filter để xác định các bước filter, chính là việc cài đặt là với cái bước này nó sẽ có cái filter như này, bước kia nó sẽ có một cái filter theo một cái quỹ đạo xác định khớp với tempo. Và để sử dụng cái step filter này, bạn cần phải chọn cái check mà bạn muốn sử dụng step filter, và bạn chọn vào phần audio insert, bạn sẽ vào phần filter và bạn sẽ tìm thấy phần step filter ở đây. Và bây giờ mình có đoạn âm thanh thực như này, mình sẽ bypass cái step filter này đi. Và bây giờ mình sẽ bật cái step filter lên. Bạn có thể nghe thấy rằng là âm thanh một đường thẳng dài như thế đó bị cắt thành nhiều bước nhỏ với các cái filter khác nhau. Và phần đồ thị ở giữa này là chính là phần đồ thị thể hiện các cái bước filter. Và bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết từng cái công cụ trong cái set filter này. Thứ nhất là phần pattern, tức là phần về chọn các mẫu filter. Ví dụ ở đây người ta sẽ cho mình khoảng tầm 8 cái mẫu chính, và khi bạn pick vào đây nó sẽ thay đổi các mẫu cho bạn. Khi thì mình thay đổi các mẫu này, bạn có thể nhìn thấy là phần cut off và resolate thuộc thông số filter nó sẽ thay đổi. Và giả dụ như là mình không muốn là phần filter nó chạy dài như thế nữa, mình muốn nó ngắn thôi, thì mình sẽ chọn phần set filter. Mình chỉ muốn là chạy khoảng tầm 2 bước chẳng hạn, thì nó chỉ chạy hai cái cài đặt sẵn về filter của mình thôi. Mình tăng lên 4. Mình tăng lên 6. Như bạn thì nhìn thấy đây, các bước nó sẽ diễn ra từ bên trái sang bên phải với các bước của cut off và các resolate. Bạn có thể chọn các mẫu ở đây, hoặc bạn có thể tùy chỉnh tự vẽ các mẫu bằng cách là bạn di chuột vào đây, bạn vẽ cái mẫu mà mình mong muốn. Ví dụ mẫu về cut off và mẫu về resolate, tất nhiên là cái tỷ lệ của các mẫu, tức là tỷ lệ về các bước này, các cái điểm này nó gần giống như mình đang sử dụng các nốt MIDI vậy. Và tất nhiên là bước ở bên này nó sẽ khớp với bước bên này, và cũng như filter nó sẽ có low pass filter ở dưới này, high pass filter và knock filter ở đây, để các bạn có thể chọn cái loại filter tệp mà bạn mong muốn. Và ngoài việc bạn vẽ bằng tay như thế này thì bạn có thể là sử dụng nút control để bạn đưa các giá trị về giá trị không, tức là giá trị giữa khi mình sử dụng cut off. Và từ giá trị giữa này mình tăng nó lên và tăng nó xuống bằng cách là kéo nó lên và xuống như thế này. Giá trị giữa chính là giá trị cơ sở của cái filter này. Và bạn có thể giữ nút an để bạn vẽ một đường dốc như này. Bạn có thể giữ nút shift an để bạn vẽ một cái đường dốc như này. Đó, an và shift an. Và như mình nói là giá trị ở giữa đây chính là giá trị cơ sở của cái cut off này, và giá trị giữa này chính là giá trị cơ sở của cái resolate này ở trong filter. Chính vì thế trong cái filter này nó sẽ sinh ra là base cut off và base resolate, tức là giá trị cơ sở của phần cut off và giá trị cơ sở của resolate. Giả dụ như là bây giờ mình sẽ tăng một số các đoạn linh tinh như thế này, và bây giờ mình sẽ play đoạn này, mình sẽ tăng cả giảm cái giá trị cut off đi. Và giá trị 50 là chính là giá trị khớp với giá trị cơ sở đang có. Tự với cái resolate nó cũng tương tự như vậy. Đó. Tiếp theo là thông số rate, tức là thông số về tốc độ của cái step filter này. Như mình nói là step filter nó sẽ đi từ bên trái sang bên phải theo từng bước mà chúng ta xác định. Và với một ô là 16 bước. Vậy khi chúng ta giảm cái rate này xuống thì tốc độ sẽ chậm. Rất lâu ạ. Tăng lên. Tăng lên. Tăng lên. Đó. Đây chính là tốc độ, tức là rate của cái việc phát biểu mẫu này khớp với cái tempo mà chúng ta đang sử dụng ở đây. Và khi chúng ta tắt cái rate này đi thì cái set filter này sẽ sử dụng y hệt một cái filter bình thường mà thôi. Không có tác dụng gì. Như một cái filter bình thường. Và ở bên cạnh này là chính là thông số glitch, tức là thông số chuyển đổi mượt mà giữa bước này và bước kia, khiến cho phần âm thanh nó trở nên mượt mà hơn, phần filter trở nên mượt mà hơn. Và khi mình tăng quá glitch
thì nó sẽ cảm giác như âm thanh nó sẽ không có sự chuyển đổi nữa. Click chính là thời gian mà nó sẽ chuyển từ bước này sang bước kia, thì các bạn cần phải chọn khoảng thời gian nó phù hợp và khớp với tempo để xác định được nó. Và khi mình bật từ chế độ Classic sang Modern thì nó sẽ hiện cái thông số hard clip, tức là thông số về tăng về overdrive và distortion cho cái phần filter này. Và bên này chính là phần mix, tức là tỷ lệ trộn giữa phần âm thanh thực và âm thanh sau khi filter. Giả dụ như là mình để 100% thế này, tức là mình chỉ có phần âm thanh filter mà thôi. Nhưng mà khi mình giảm xuống còn không, nó có phần âm thanh thực. Đó, tức là tỷ lệ giữa âm thanh thực và âm thanh sau filter. Và output chính là âm lượng đầu ra. Và đó là tất cả những cái thuộc về set filter và sử dụng set filter để sử dụng trong sound design, cũng như là biến thiên phần âm thanh của bạn trở nên huyền ảo hơn. Hãy sử dụng set filter nhiều hơn. Và tất nhiên trong sound design sử dụng set filter đó dần dần sử dụng sequencer trong sound design vậy. Chúc bạn ở nhà vui vẻ, nhớ like và subscribe kênh channel của mình để xem những clip hay nhé. Xin cảm ơn các bạn.